Chính sách giảm thuế giá trị gia tăng VAT từ 10% xuống còn 8% đối với một số nhóm hàng hóa dịch vụ được tiếp tục thực hiện từ tháng 7 đến hết năm nay. Theo đánh giá chung, việc giảm thuế VAT cùng với các giải pháp thuế, phí, lệ phí khác đang tạo điều kiện giúp doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, kích cầu tiêu dùng, từ đó ổn định phát triển sản xuất kinh doanh. Chính sách giảm 2% thuế VAT đến cuối năm 2024 là tín hiệu khả quan để kích cầu tiêu dùng. Theo tính toán, tại một số siêu thị, việc giảm thuế giá trị gia tăng giúp giảm chi phí đầu vào, từ đó giảm giá trực tiếp đối với các sản phẩm tiêu dùng. Người dân là đối tượng được hưởng lợi trực tiếp. Mỗi lần mua sắm tiết kiệm, dù không nhiều nhưng sẽ giúp giảm bớt phần nào chi phí sinh hoạt hiện nay. Tháng 7 là tăng lương, chắc chắn là những vật phẩm chắc chắn là sẽ tăng giá, thì vậy mà cái việc giảm thuế này kéo dài được cuối năm thì chúng tôi sẽ tiết kiệm được rất là nhiều tiền từ cái việc mà chi tiêu mua sắm này. Việc giảm thuế giá trị gia tăng đang giúp giảm áp lực về tài chính cục bộ cho một số người nộp thuế, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Trong 6 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn huyện Thanh Sơn và Tân Sơn đã có gần 500 doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh được áp dụng giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 94. Giảm thuế giá trị gia tăng của 2% thì đã tháo gỡ được nhiều khó khăn về tài chính, mở rộng sản xuất, dự kiến năm doanh thu năm 2024 cao hơn so với năm 2023. Tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn trong khi thực hiện cái nghị định 72 thì chi cục sẽ có công văn hướng dẫn phổ biến đến tổ chức cá nhân của người nộp thuế trên địa bàn để thực hiện đảm bảo được là giảm thuế 2% giá trị gia tăng đối với tất cả các đối tượng được thụ hưởng. Theo Bộ Tài chính, việc áp dụng chính sách giảm 2% thuế suất thuế VAT cho 6 tháng cuối năm 2024 dự kiến sẽ làm giảm thu khoảng 24.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, đó sẽ là động lực mới cho tăng trưởng tiêu dùng xuất khẩu, giúp doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận, tạo thêm việc làm cho người lao động, nuôi dưỡng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.